Tiếp tục chuyến thăm làm việc tại thành phố Lào Cai, sáng nay 29 tháng 11, đoàn đại biểu thành phố Kawaguchi, tỉnh Saitama, Nhật Bản đã đến tham quan khảo sát tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai và cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2. Đoàn đã được lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của Lào Cai trong phát triển kinh tế cửa khẩu và nhấn mạnh với mục tiêu đưa khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai trở thành một trung tâm logistic lớn của cả nước, phát triển đa ngành, lĩnh vực. Lào Cai đã dành nhiều nguồn lực để xây dựng hạ tầng cửa khẩu, thu hút doanh nghiệp tham gia hoạt động du lịch, giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa. Đoàn đại biểu thành phố Kawaguchi, tỉnh Saitama, Nhật Bản đánh giá cao tiềm năng, cơ hội phát triển cũng như chủ trương của tỉnh Lào Cai về kinh tế cửa khẩu. Khi trở về, đoàn sẽ thông tin, giới thiệu tới các doanh nghiệp của thành phố để tìm hiểu và kết nối giao lưu thương mại. Sau tham quan khảo sát tại cặp cửa khẩu Lào Cai, đoàn tham quan khảo sát các khu du lịch trọng điểm của thị xã Sapa để tìm hiểu về tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế du lịch tại địa phương.